Vâng, và đây em mới về máy con bao Yamaha B2180. Con này rất đẹp nha các bác, chơi full 30 hoặc là chơi 2 full 25. Thì tiếng những dòng Yamaha mà bao xịn sò của Nhật thì các bác biết chắc tiếng đó rồi. Và thiết kế con này rất là ngầu nha, size rất là sâu và cấu hình lớn nha các bác. Nên là chơi một full 30 canh đét hoặc là chơi 2 full 25 hoặc là chơi 2 3 carbon vô tư. Con này giá 7 triệu 3 nha các bác, 7 triệu 3 mới tin nha. Ở đây là những con ground thì mình em chuyên về những dòng đẩy ground nổi tiếng như là con này 1002 và 1202 nha các bác. Đồng giá là 16.8 nha. Đồng giá 16.8 1202 nha. Con này 1002 nha các bác. Đập trong lanh luôn nha, hàng nội địa nha các bác. Điện 100 đến 120. Đây là 2004 là 20, còn 2401 là 20 triệu 5. Cứ chơi nhau 500 nha các bác. Đẹp keng sa beng, những con này dây nguồn zinc luôn nha. Dây nguồn nguyên luôn này. Riêng những con model 2004 thì dây nguồn rất là to, bự chảng luôn. Đây mới tin nha các bác, rất là đẹp nha. Đây là những con giải mã DAT Sony 57ES, 59ES và 59ERI nha. Giá con 59ES là 7 triệu 2, còn mấy con kia 7 triệu rưỡi nha. Còn đây làm về được mấy con Marang tầm tiền này các bác. IQ Marang 515. À có hai 551 và 515 nha các bác. 551 và 555, đồng giá là 5 triệu 500 ngàn. 5 triệu 500 ngàn.